Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của em Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai mới ha. Mai tàn quý vị. Trực có. Đây, trực ha quý vị nè. Lắc cũng có nha quý vị. Đa số mình thấy trực chứ lắc cũng khoảng 50-50% nha quý vị. Để nè. Đẹp không ha? Đây, chào Tâm. Dạ em chào anh, dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị cả nhà đại gia đình gần xa. Kính chúc quý cô chú anh chị của mình sức khỏe vạn sự như ý. Hôm nay em gái có về 15 cây mai tàn giảo hạt Thủ Đức mông năm 12 cánh bông chùm cánh to đọt đỏ hồng. Em mời quý cô chú anh chị của mình vào xem yêu thương dự ý hợp nhãn cây nào mã số nào alo dùm em. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Ngày mới xin kính chúc quý cô chú anh chị của mình thật nhiều sức khỏe nha cô chú anh chị. Dạ cây thì em gái bao sống cô chú anh chị mình thời gian 2 tháng và bao ship thì 200 cây số tùy theo cây hết cô chú anh chị. Dạ rồi em bước vô mã số 1 đầu clip. Mã số 1 chiều cao là 1m8 tàn ngang 2m hết cô chú anh chị. Mình đo hoành báo từ xa luôn nha quý vị ơi. Dạ 31 hoành. 1. Củ đặt là 52. Rồi. Đường kính bầu luôn. Đường kính bầu 62. Đâu quý vị ngắm nghía kỹ nha. Tàn cắt tỉa tròn đẹp ha. Tay cành trong quý vị ơi. Nó xương ngang khương ngang mà nó đặt kẹo rồi quý vị. Xương ngang kích. Ok ha. Cây này thì em cắt tỉa chi tàn cho cô chú anh chị mình rồi. Về cô chú anh chị mình cứ để vậy trồng hết cô chú anh chị. Thua vào nhẹ rồi mình trồng. Đâu quý vị không nghe kỹ coi gì đấy ha. Nguyên một củ đế nổi luôn. Đế đều nha cô chú anh chị. Cho anh dòng nó đi. Chi nhánh rất là lực luôn. Lô mai này nó 7-8 năm tuổi rồi. Lô mai này rất là già mùa nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình nhìn cây chi nhánh mình cũng biết hết cô chú anh chị. Rồi giao lưu như ta. Dạ mã số 1 em xin giao lưu giá 3.500.000. Em gái bao phí 200 cái số cô chú anh chị. Rồi 3.500.000 quý vị. Rồi dạ. Xuống cây. Mã số 1. Em tiếp theo mã số 2 chiều cao 3m tàn ngang 2,5m nha cô chú anh chị. Khá cao ha. 37 hoành. Rồi hoành 37 luôn. Đường kính bầu 65. Đây một em trực. Một em cao trực tay cành đều nha cô chú anh chị. Đó. Đây xương cành nào quý vị ơi. Bên em gái thì có giao lưu số lượng sỉ lẻ cho nên cô chú anh chị mình cần số lượng nhiều thì cứ alo trực tiếp với em hết cô chú anh chị ơi. Cành đặt hết trơn đều quý vị. Có khoảng băng lên, chi cành đều, chuốt hàng thông rồi cô chú anh chị. Đế đấm thì rất là ok. Thấp thân cũng thấp ha. Đế quá xá đế quý vị, trực đế vậy là quýp rồi ha. Đế đều cái bầu mà rất là lực nha cô chú anh chị. Không à, kính luôn. Dựng đây cái mình chỉ cái này nha quý vị. Ngay chỗ cái phần cái hõm này nó còn một cọng to nằm đây mà nó hơi khó nhưng mà hơi chìm nhưng quý vị đó. Khó nhưng quý vị. Vậy tính là nó kính hết trơn ha. Mấy anh đây thì mình khỏi nói đây. Quá dữ rồi. Đế khói não cô chú anh chị mà giá thì cũng rất là mềm luôn. Giao lưu nhiêu Tâm? Dạ cây này em gái giao lưu giá 4 triệu bao phí 200 cây số cô chú anh chị. Nhanh tay em này như cô chú anh chị. Trực đế đều gà nở màu một cốt thẳng lên luôn. 4 triệu quý vị ơi. Cây đẹp luôn. Giá vậy cũng đẹp rồi ha. Dạ tiếp tục em lên cho mình mã số 3. Rồi số 3 đây. Chiều cao là 2m, tàn ngang là 2,5m hơn nha cô chú anh chị. Tán tàn thì rất là cao, rất là rộng rãi luôn. Đâu hoành báo từ xa luôn nha quý vị. Hoành to nha. 35 hoành. 35. Củ đạt 48. Đường kính bầu 67. Rồi. Quý vị an tâm hoành đo nha quý vị, bảo đảm gì quý vị không bao giờ mà thiếu cho quý vị ha. Dạ, dư hoặc đủ chứ không có thiếu cô chú anh chị yên tâm đi. Tay cành xương ngang lực 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 không rồi quý vị ơi. Đặt cây ha. Tròn quay luôn, bầu rất là to, cây rất là khỏe cô chú anh chị mình cứ yên tâm nha. Nói chung là em bảo hành cây cho mình mà cô chú anh chị. Gì không nghe còi gì đấy ha. Rễ đế rất là đều, rất là lực cây. Rồi, kỹ đế nha. Để đây, đó, đặt luôn ha. Chống chịu trước có luôn nha quý vị. Tàn tròn dình luôn, chi nhánh quá lực luôn. Dáng co rất là đẹp. Dạ mã số 3 em xin giao lưu giá 4.200.000. Giá bao phí 200 cây số luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi 4.200. Rồi. Xuống cây luôn.
À, mình qua cây mới luôn ha. Dạ, tiếp theo em lên cho mình là mã số 4. Mã số 4 cây này chiều cao cũng 2,5m, tàn ngang 3m nha cô chú anh chị. Cây này thì tàn rất là rộng luôn, chi cành nhánh thì khỏi chê rồi. Tại vì lô mai này là lô mai tuyển cô chú anh chị, 34 quan. Đường kính bầu 66. Thất thân của em nó là 22. À, tiếp tục là một em trực tàn xe đẹp. Thì đẹp những cái gì rồi, xuống cành đây. Mua cặp về là để bít cái sân nhà luôn cô chú anh chị ơi. Xương ngang không nào quý vị. Đó, xương ngang 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 ha, xòe đẹp quá đây rồi quý vị ơi. Xương cành lực không nè ha. Thoát thân thấp nữa ha. Rồi, đế đây quý vị ơi. Thì ngắm nghía kỹ bộ đế như quý vị. Tàn thì nó còn do bự chảng. Tàn rất là rộng, chi nhánh rất là lực luôn cô chú anh chị ơi. Dạ, mã số 4 em xin giao lưu giá 4 triệu cô chú anh chị. 4 triệu là em đã bao phí về tới tận nhà cho mình luôn cô chú anh chị ơi. Khỏi cần mà mình phải đi đào vấn này nọ cực khổ cô chú anh chị. Rồi. Tại vì bên em gái giao lưu nhà số lượng cho nên giá đưa ra thì rất là mềm, hữu nghị, dễ chơi, dễ chốt. Rồi, xuống cây qua cây mới luôn ha quý vị. Dạ, tiếp theo em lên cho mình mã số 5. Cây này chiều cao là 2,8m, tàn ngang là 3m cho cô chú anh chị. Khối nở đế rất là đẹp nha. Cái cây này với cây nào hồi đầu clip á cô chú anh chị, em thấy một cặp nha. 35 quà. Bự luôn. Vô hả? 35 quà. Rồi, 35 quà. Một khối đế nở nha cô chú anh chị. Khối đế nở là 62. Bộ đế khỏi phải chê luôn, đường kính bầu 68. Đó, quý vị ngắm nghĩa cái đoạn dưới đây trước ha. Cái đây đẹp nè. Nghĩa trước đi. Một em trực. Đó, tóc thân thấp, đế. Đế vậy là quýp rồi quý vị ơi. Cây này với cây quá nào hồi lúc đầu á cô chú anh chị, cặp á cô chú anh chị. Đó, ngắm nghĩa kỹ nha. Tàn tròn xoe luôn. Có cành đó. Rất là đều tứ chi. Xương cành luôn đây rồi quý vị. Dạ, em quên. Dạ cô chú anh chị ơi, khi mà đi cây chốt cây cô chú anh chị mình vui làm cho em gái xin tí xíu cọc niềm tin nha cô chú anh chị. Tại vì những cây này thì nói chung là rất là nặng nề, rất là cao to nữa, thì nói chung là em chỉ xin phí cọc niềm tin cho mình thôi nha cô chú anh chị. Cọc phí vận chuyển ha. Dạ đúng rồi, tại vì những cây này thì rất là to, công cán công sức của tụi em bỏ vô rất là nhiều, mà tụi em buôn bán nói chung là cũng nhờ số lượng thôi cô chú anh chị. À, quý vị ngắm nghía tiếp vào phần xương cạnh trên ha. Cây thì rất là to luôn, tròn do luôn, cốt thẳng luôn nha cô chú anh chị. Ta cạnh cũng đặc ha. Thiên nhiên ban tặng dày là quá đẹp rồi cô chú anh chị ơi. Rồi, giao lưu như đây Tâm. Dạ, mã số 5 em giao lưu giá 5.500.000, em gái bao phí về tận nhà mình luôn, 200 cây số của chú anh chị. Mã số tiếp theo quý vị. Dạ, tiếp theo em lên cho mình là mã số 6. Cây này chiều cao là 2,7m, tàn ngang 2,5m. Cây này về kéo ra là bao tàn cho cô chú anh chị mình nha. Tàn này hơn. Cây này là nó không có thoát thân luôn cô chú anh chị ơi. Đó, ngay cái eo. Cây này là không có thoát thân luôn á. Cái eo là nhiêu đây? 41 quà. Rồi, quanh 41. Em này là không có thoát thân luôn cô chú anh chị. Đường kính bầu 72. Rồi. Lúc trước các anh chị nào mà cần cây không có thoát thân, hôm nay em có về cho mình rồi cô chú anh chị. Rồi, mấy em này mà thoát thân thấp quý vị trồng đôn cái đôn cao lên ha, hoặc là trồng cái chậu hay là cái mô gì đó ha, dùng mô cao lên là kéo xuống là ok ha. Nói chung mình trồng cao lên là đẹp lắm hả quý vị. Thoát thân thấp nhưng mà đế nó vẫn đẹp nha cô chú anh chị. À. Cái này chỉ đo được một vị trí thôi ha, nãy mình đo vị trí ngay cho cái eo đó thì chứ không đo được nữa ha, là dạ. 41 quành luôn. Dạ. Này đâu có đo được nữa ha quý vị, đâu một chỗ thì đâu có đo được hai chỗ đâu ha. 41 quành. Cây thì chi nhánh nó lực nó đều tàn lên cho mình nha cô chú anh chị. Cái này về kéo tàn ra nữa, rộng lắm cô chú anh chị ơi. Tại vì tàn suông mà rất là rộng luôn á. Này hơi tàn hơi hướng lên ha. Tàn nguyên thủy luôn nè cô chú anh chị. Ghi ra nó sẽ đẹp hơn ha. Giao lưu như Tâm. Dạ, mã số 6 em gái giao lưu giá 5,5 triệu cô chú anh chị. Bao phí 200 cây số luôn.
5,5 triệu. Dạ cô chú anh chị, mình cần thoát thân thấp là em này nha cô chú anh chị. Rồi mình qua cây mới luôn. Dạ tiếp theo em lên cho mình mã số 7. Cây này là cây cổ bụng bự như ông địa luôn cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 2,5 m, tàn ngang là 2,8 m thôi cô chú anh chị. Cây thì em đã con nhánh con cành, thúc nhánh thúc cành cho mình hết rồi. Rồi hoành bát luôn. 36 hoành là ngay cái này con này cái củ nạc dữ nha quý vị. Đó. Củ bự là 63. 63. Đường kính bầu là 70. Bầu hết hồn chưa? Rồi, cái cành đây. Cái nha quý vị. Gật luôn. Mình ra máy cũng rất là chậm rãi, từ từ xương cành quá đặc, xương ngang không đây quý vị ơi. Cành thì nó quá đặc rồi ha. Cành kẹo hết trơn vậy nè, thoát thân thấp ha. Anh này đặc biệt là cái bị cũ nha quý vị, cổ bự à. Bụng bự bự cản luôn cơ chứ anh chị, tàn bờ đâu thấm thế vậy. Cái cũ này cái gì nè, bự ha, bự ha, cũ bự ghê ha, cổ bụng bự như ông địa hoặc là như trái bí hồ lô vậy đó, nó phình tròn ra vậy á, rễ đế thì xung quanh nhiều luôn. Thân thì nó là thân nu nha cô chú anh chị, thân gân guốc hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Mình mẩy thân gân guốc lắm đớm hết trơn rồi nghe. Là cành đặc kẹo. Dạ. Giá luôn nhiêu tâm? Dạ mã số 7 em giao lưu giá 5,5 triệu, gái bao phí 200 cây số luôn cô chú anh chị. Rồi 5,5 triệu bao ship luôn tới nhà quý vị luôn. Ta đồn bị chản vậy đó cô chú anh chị ơi. 5,5 triệu mã số 7. Rồi qua tiếp theo luôn. Dạ em lên mã số 8. Cây này chiều cao 3 m, ngang 2,5 m nha cô chú anh chị. Kéo tàn ra là bao phủ phê luôn. Một cây dáng quái. Một cây dáng quái mình con thú. 30 hoành. 30 hoành. À hoành 30. Đường kính bầu 62. Rồi. Một em thú dáng ngoái của chú anh chị, chi tàn đặc gật luôn. Đặc quá nè ha. Tiếp luôn. Chống chịu bực chán như vậy đây. Chân chống bên đây bự ha, bên kia còn chân chống bự nó những gì. Ờ à, bên đây chân chống còn dữ hơn bên kia nữa ha. Lực hơn nữa. Chính đế quá nè ha. Rồi, thân cành luôn. Cành cũng đều từ dưới lên trên nè quý vị. Cây này thốt, cây này cao nha cô chú anh chị, tông cao tàn tròn đều. Mà giá rất là rẻ luôn nè cô chú anh chị, cây này giá quá rẻ. À, giá sao đây Tâm? Dạ 3,5 triệu mã số 8 quý cô chú anh chị ơi. 3,5 triệu. Dạ cây to đùng vừa chản vậy á, 3,5 triệu mà em phí ship về nhà nữa. Cây quá rẻ. Rồi. Công bứng công đào chị dân chuyển về là trận chuyển đi nữa ha. Dạ. Rồi mã số tiếp theo đây quý vị ơi. Dạ tiếp theo em lên cho mình mã số 9. Một cây trực lùng lực nha cô chú anh chị. Mã số 9. Ui. Mã số 9 một cây trực lùng lực, chi tàn đều luôn, háng giót đọt luôn cô chú anh chị. Em này thì chiều cao khoảng 1,8 m, tàn ngang 2 m thôi cô chú anh chị. Dương dương. Rưỡi. Tính 34 hoành. Rồi đó cái củ nạc luôn đi em. Cây này giống như da me hay gì cô chú anh chị, da nó khác người ta, nó không có láng, nó không có mịn. Củ 60. 60 ha, củ nạc 60 luôn. Đường kính bầu 68. À, thoát thân thấp luôn. À, cây thoát thân thấp lùng lực cô chú anh chị. Cũng nghe kỹ củ đế ha. À, đều trơn ha, củ bự chản ha. Tại vì lô mai này là lô mai em tuyển tàn đó cô chú anh chị. Mấy em nào mà tàn không được đẹp là em đã hạ phôi hết rồi. Cho à, nên là cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Em này tay cành nó nu đùi ếch nè quý vị. Nó đùi ếch không đây ha. Da à, nó sần sùi ra hết trơn. Đùi ếch nè. Cưng cành đẹp. Tăng tròn, củ nở. À, cái này là búp măng luôn á cô chú anh chị, này trực mà lùng lực mà búp măng luôn á cô chú anh chị, củ đá nở luôn nè. Giá luôn em... nhiêu Tâm? Giá mã số 9 em xin giao lưu giá 4,8 triệu, gái bao phí toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rút vô nổi không em, xương ngang rút vô nổi không em?
mà xương ngang mà xương lịch nè quý vị nè. Toàn, toàn quốc chắc mình nghe chắc không nổi đó nè, xương ngang mà vậy hả? Kéo vô đâu có nổi. Dạ mã số 9 em gái Zalo giá 4.800.000, em gái bao phí 200 cây số nha cô chú anh chị. Tại cây xương ngang bự quá, em sợ em kéo vô không nổi thì nó phình bự quá, phí em rất là cao. Này em đi không nổi. Này kéo không nổi đâu, xương ngang không bự, xương bự nó quý vị. Dạ 4.800.000 mã số 9 nha cô chú anh chị ơi. Rồi. Dạ rồi, em lên cho mình một cây số 10, một cây tàn lão luôn cô chú anh chị. Chiều cao này chắc 1.5m quá. Rồi 1.5m có hơn quý vị. Chiều cao 1.5m, tàn ngang 1.2m đi cô chú anh chị. Rồi tầm đó luôn. 30 quà. Đường kính bầu 50. Đây, cái này cũng con vô rồi hả quý vị. Đó, tay cành đặt hết trơn luôn nè. Trồng quay. Cành đặt luôn. Thoát thân thấp luôn để đặt kẹo luôn. Rồi xe tiếp luôn. Đó đấy, đặt luôn không có gì. Rồi giá luôn nhiêu Tâm? Dạ mã số 10 em xin giao lưu giá 3.000.000, bao phí toàn quá. Cây này toàn quốc đi được nha. Dạ số 10 3.000.000 nha cô chú anh chị ơi. Trong quá trình xem clip cô chú anh chị mình vừa ý hài lòng hạt nhãn mã số nào cô chú anh chị mình ủng hộ giúp em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Dạ rồi em lên mã số 11. Đây 11 đây. 11, chiều cao 1.8m, tàn ngang 2m đó cô chú anh chị. Cây bộ đá quái. Rồi mình cho cái hoành luôn ha, hoành từ xa luôn đi. 32 hoành. Rồi hoành 32, có củ nạc luôn. Củ 56. Rồi. Đường kính bầu 62. Đây, tàn đây quý vị. Xung cảnh ok ha, khích. Bộ đá quái đó cô chú anh chị. Khích luôn nè. Vô cái co dưới đấy luôn nha quý vị. Co để ha. Ok ha. Chi cành nhánh nó lật tại lô mai này già 5 tuổi hết trơn rồi cô chú anh chị. Kỹ nha. Đó. Vòng đó nha quý vị. Nãy giờ quay cũng rất là nhiều vòng vậy, cái gì nghĩ kỹ ha. Rồi cho luôn nhiêu Tâm? Dạ mã số 11 em xin giao lưu giá 3.000.000, em gái bao phí toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Toàn quốc được đó, 3.000.000 quý vị. 3.000.000 em gái bao phí toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi mã số tiếp theo đây quý vị ơi. Dạ tiếp theo em lên cho mình mã số 12, một cây trực xòe đều luôn á cô chú anh chị. Chiều cao là 2.5m, tàn ngang là 3m, tàn rộng lắm luôn. Bộ đế thì một khối đế não luôn. Hoành là 35. Đường kính bầu là 65. Rồi thất thân Tâm. Dạ. Thất thân là 12. Rồi thất thân 12. Ở trên cái đỉnh đó quý vị nó hơi không trực lắm, nó hơi quý vị về cầm cái trụ ha. Vì kéo gị vô cho nó trực lại nha quý vị. Tại trên đỉnh thì nó cũng nhỏ ha, mình kéo lại dư sức ha. Đó. Đây, quý vị ngắm cái kẻ xương cạnh. Dình gỉ lại cho nó thẳng lên bình thường như quý vị, này nhỏ nè, đọt nhỏ ha. Cành đẹp, khích từ trên xuống dưới luôn. Đó, khích hết trơn ha. Thóc thân thấp mà tay cành ở đoạn dưới lực không à quý vị. Đó, còn đế nè. Qua wow, xa đế này quý vị nè. Ôi bự luôn ha. Đó. Củ này nó anh đo rồi nè ha. Dạ. Củ đế nở đó cô chú anh chị. Đó bơm gì chán. Để xẻ đều luôn. Tàn tròn đế nở. Rồi cho luôn nhiêu Tâm? Dạ mã số 12 em xin giao lưu giá 5.000.000, giá bao phí 200 cây số luôn cô chú anh chị. Tại cây to bự quá em xí toàn quá không được. 5.000.000 được em, tàn đẹp đế đẹp luôn ha. Dạ. Cái gì khỏi cần đi bứng khỏi chở, có cây quý vị cứ an tâm về khâu bứng khâu chở ha. 5.000.000 em bao phí 200 cây số. Rồi xuống cây luôn, cây đẹp luôn quý vị ơi. Dạ mã số 13, một cây lọc lá đầy mình luôn cô chú anh chị. Chiều cao là 2.5m, tàn ngang 3m, lọc lá đầy mình luôn. Cắt tỉa tàn toàn gió này về trồng liền nha cô chú anh chị. 34 hoành, đường kính bầu 64. Rồi mình cũng xin nhắc lại nha quý vị, hoành là 34. Đó, hoành bự tàn tròn đây. Xung cành nha, cành đặt kẹo mà xung bự không à quý vị nè.
canh vậy ok quá rồi ha. Kẹo đá khỏi chê cô chú anh chị, anh này không có thoát thân luôn. À, thoát thân đó, sát ở dưới luôn rồi ha. Để đặt luôn nha quý vị, để đặt bầu luôn, tay cành kích đeo luôn ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ, mã số 13 em xin giao lưu giá 4 triệu, em gái bao phí 200 cây số của chú anh chị. Cây này thì em để nó ra lọc lá tự nhiên nè, lọc lá rồi thì ra lọc lá lại nè, cho nên về mình trồng liền hết của chú anh chị. Cây rất là mạnh. Dạ. Rồi, mình qua cây tiếp theo luôn. Dạ, tiếp theo em lên mã số 14. Mã số 14, chiều cao 2,5m, tàn ngang 3m hết của chú anh chị. 34 hoành. Rồi, hoành đường 34. Kính bầu 78. 34 hoành luôn nha quý vị. Hoành bự ha, cái tàn xòe đẹp quá quý vị ơi. Xòe ha. Rồi, lên đỉnh đợt nè quý vị ơi. Ta cành đeo luôn. Chi cành là khích đeo luôn hả cô chú anh chị? Bầu đá. Không nổi lên xe non đi. Để đây à quý vị ơi. Rồi, giao lưu như đây Tâm. Dạ, mã số 14 em xin giao lưu giá 4.500.000, em gái bao phí 200 cây số luôn cô chú anh chị. 4.500.000 bao ship tận nhà. Ship tận nhà luôn. Rồi, mình là xuống cây, qua cây mới của vậy. Dạ, cuối clip em lên cho mình mã số 15, một cây bự nhất clip nha cô chú anh chị. Một cây bự nhất clip nha. Mã số 15. Chiều cao là 2,5m hơn đi cô chú anh chị, 2,8m đi. Tàn ngang là 2,5m luôn đi cô chú anh chị. Để mình vô cây này bự, mình vô áp vô đo chú vị xem nha nha. 53 hoành. Rồi, 53 hoành. Đường kính màu 72. Rồi. Này wow, chỉ có này, trời. Chỉ đo một vị trí đó chứ không được đo được vị trí thứ hai quý vị. Đó, 53 hoành luôn. Quá trời. Để được cô chú. Chỉ đo được cái một vị trí thôi. Cái này y chang như con cóc luôn cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị mình nhìn kỹ giùm em nha. Y chang như một con cóc luôn. Ở đây ngồi nè cô chú anh chị. Đây là cái lưng nè. Rồi quay bắt đầu mặt tiền mặt hậu nè cô chú. Mặt tiền nè cô chú anh chị. Cái này là cái mặt cái miệng của nó nè cô chú anh chị. Dạ y như một con cóc luôn. Không khác một tí xíu nào nha cô chú anh chị. Vàng tươi luôn. 53 hoành luôn nha quý vị. Dạ 53 hoành. Đó. Vàng tươi luôn cô chú anh chị ơi. Rồi mình lên trên nhưng quý vị kéo lên trên nha. Nguyên một bệ đá y như một con cóc luôn. Xương cành nè quý vị ơi. Đặt cái tên này ha. Vút tàn thông đều rang một cốt đứng thẳng dựng lên luôn cô chú anh chị. Dắt đợt có nhỏ xíu thôi. Bóp đợt rất là đều. Đợt trên chắc còn cộng chổi à. Xíu à. Dắt đợt rất là đều luôn. Xương cành kích 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 san sát ha. Xương cũng nghiêng nghiêng không nè quý vị. Cụ đế rất là đặc biệt nha cô chú anh chị. Cụ đế rất là đặc biệt, cốc ngậm tiền cô chú anh chị ơi. Rồi, giao lưu như Tâm. Dạ, mã số 15. Cây em cốc này em gái giao lưu giá 12 triệu 53 hoành nha cô chú anh chị. Rồi, 12 triệu 53 hoành là cây này nói chung là thời điểm bây giờ thì cũng rất là khó tìm mà cây rất là giá trị ha. Mà giá em giao lưu vậy thì cũng rất là mềm hữu nghị cho cô chú anh chị mình dễ chơi dễ chốt. Dạ, em cảm ơn quý cô chú anh chị của mình đã dành chút thời gian quan tâm theo dõi clip của em. Và trong clip này cô chú anh chị mình vừa ý hài lòng hộp nhãn cây nào mã số nào cô chú anh chị mình alo là 0346929112 ủng hộ giúp dùm em chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.